Nói nghề giống dụ yến nè anh em ơi, cái kiên nhẫn này mình chứ giống như mình ăn liền thì không được. Thực sự bây giờ giống dụ yến rất là khó, không phải anh em cứ nghĩ đâu, cực kỳ khó nè. Mình phải làm cho nó đúng chuẩn, thứ hai nữa là còn trời thương nữa, không phải là cứ làm dụ yến là có chuyện yến đâu. Có trứng không? À. Không có trứng lấy đi, lấy đi. Đây, không có trứng rồi lấy đi. Là ngày này chúng ta lại kiên trì nữa mà. Chứ không kiên trì là mà thua. Hãy subscribe.